Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục xây dựng Đảng số tháng 9 năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, theo nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 của Đảng, việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, người hưởng lương, người hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước là một trong những nội dung chính để góp phần xây dựng bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ ngày càng tinh gọn nhưng hiệu quả. Phản ánh tại Đồng Tiến và Dạ Trạch của huyện Quai Châu, đây là hai xã hoàn thành sớm việc sắp xếp tinh gọn cán bộ không chuyên trách cấp thôn xã. Từ đầu năm 2019, ông Nghĩa là một trong hai cán bộ tư pháp, hộ tịch của xã Đồng Tiến được tăng cường về tham gia cấp ủy thôn. Điều này không chỉ góp phần giảm cán bộ không chuyên trách và giảm người hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước ở cấp thôn, mà điều quan trọng hơn là góp phần triển khai hiệu quả nghị quyết của Đảng bộ các cấp đi vào cuộc sống. Hay ở cái là chúng tôi nắm được chủ trương của Đảng và nhà nước thì chúng tôi về thôn công tác thì nó có nhiều thuận lợi hơn, và chúng tôi có điều kiện để phổ biến cái pháp luật cho cán bộ đảng viên và nhân dân địa phương nó hiệu quả hơn. Xã Đồng Tiến có 3 thôn, trước kia bình quân mỗi thôn có từ 12 đến 13 cán bộ không chuyên trách và người hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước. Số người đông nhưng hiệu quả công việc chưa cao, vừa do phụ cấp thấp, vừa do đây chỉ là công việc tham gia thêm nên thực tế có người chưa toàn tâm toàn ý với công việc. Qua việc tinh gọn, một người kiêm nhiệm từ 2 đến 3 vị trí, phụ cấp tăng, cột với trách nhiệm của từng cá nhân cụ thể, nên hiệu quả giải quyết công việc đã có sự chuyển biến rõ rệt. Cán bộ công chức bán nhân xã cái kinh nghiệm, cái đang được về tham gia trực tiếp sâu sát cơ sở để tham gia cùng với cấp ủy, ban thôn ở cơ sở để điều hành lãnh đạo các thực hiện nhiệm vụ của địa phương, của cơ sở thì đã đem lại cái hiệu quả bước đầu là chúng tôi đánh giá là tốt hơn so với trước khi tinh gọn bộ máy. Trước kia xã Dạ Trạch có 2 thôn nhưng có tới 5 chi bộ với tổng số 20 cán bộ không chuyên trách được hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước, trong khi hiệu quả giải quyết công việc chưa tương xứng dù đông người tham gia. Đến cuối năm 2018, qua sắp xếp đã giảm xuống còn 2 chi bộ và giảm 10 người là cán bộ không chuyên trách. Tiếp nhận cái nghị quyết nó sẽ trực tiếp hơn ngày trước. Trước đây chúng tôi phải coi như chuyển tải qua một con khâu trung gian nữa, nhưng hiện nay là nó từ đảng ủy có thể xuống trực tiếp đến với thôn. Chi bộ cũng nắm trực tiếp đối với thôn nên là nó rất thuận lợi cho việc phát triển, truyền tải nghị quyết cũng như là chỉ đạo phát triển kinh tế. Giữa năm 2017, huyện Quai Châu có gần 1.700 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Bình quân mỗi thôn có trên 15 người và gần 300 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Đến nay, số cán bộ không chuyên trách cấp thôn giảm được 461 người, bình quân mỗi thôn chỉ còn 11 người. Từ số tinh giảm này giúp tiết kiệm ngân sách nhà nước cấp xã gần 50 triệu đồng và cấp thôn trên 317 triệu đồng mỗi tháng, trong khi hiệu quả công việc được nâng lên. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên lần thứ 24, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra hai nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao đời sống nhân dân. Với cách làm sáng tạo, triển khai sâu sát tới từng đảng viên khu dân cư, đến nay qua hơn 2/3 thời gian của nhiệm kỳ, các chỉ tiêu mà nghị quyết đề ra đều được thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Muốn triển khai nghị quyết hiệu quả, trước hết mỗi cán bộ đảng viên phải là người gương mẫu làm trước. Với cách làm này, đến nay toàn bộ diện tích đất nông nghiệp ngoài bãi của xã Tân Hưng được chuyển đổi sang trồng cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao. So với đầu nhiệm kỳ, hầu hết diện tích này vẫn được trồng ngô. Đây là minh chứng rõ nhất cho hiệu quả về việc triển khai đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Nghị quyết của chi bộ là làm sao tuyên truyền cho bà con nông dân tự chuyển đổi, tự dồn thửa đổi ruộng, tập trung vào những cây có hiệu quả kinh tế, bỏ cây ngô, cây đỗ, bỏ kể cả từ cây lúa, là tập trung cho cái cây đặc sản, ví dụ như nhãn, ví dụ như cam, ví dụ như là bưởi, là hoàn toàn phải tập trung vào những cây có hiệu quả kinh tế cao. Là xã có phần lớn diện tích đất nông nghiệp và nhiều khu dân cư ở ngoài đê, diện tích đất phù sa màu mỡ, nhưng giá trị kinh tế đem lại trong nhiều năm vẫn chưa tương xứng ở mức thấp. Do vậy, khắc phục được khó khăn về hạ tầng giao thông, thay đổi được thói quen sản xuất nông nghiệp truyền thống là hai việc làm quan trọng nhất mà nhiệm kỳ này Đảng bộ xã Tân Hưng đã thực hiện có hiệu quả. Tôi sống nên ở đây tôi biết mà. Đi như thế nào, nước lên như thế nào, trước kia nước lên nào, bây giờ là coi như là khang trang rồi. Không còn vấn đề gì để mà phải nghĩ ngợi những đường xa cả. Đấy, quá tuyệt vời. Phần lớn tất cả các chỉ tiêu của nghị quyết đề ra là cơ bản đã đạt được.
nhưng mà đã thấy được cái thực hiện nghị quyết mà kết quả nó nổi bật nhất là trong cái lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. Tính đến thời điểm này của nhiệm kỳ 2015-2020, hàng nghìn hộ dân trong xã hiến hơn 6.000 m2 đất thổ cư, đất nông nghiệp và hơn 5.000 mét tường rào phục vụ cho việc chỉnh trang, mở rộng đường giao thông, xây dựng được gần 20 km đường giao thông nông thôn, đường ra đồng, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt gần 100 triệu đồng trên 1 hecta một năm. Trong khi mục tiêu đặt ra hết nhiệm kỳ đạt 80 triệu đồng một hecta, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,93%, mục tiêu hết nhiệm kỳ là 3,5%. Bài học kinh nghiệm rút ra từ Tân Hưng để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống là ra nghị quyết sát thực tế, sáng tạo và nhiều giải pháp trong triển khai thực hiện. Chuyên mục xây dựng Đảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.